Hey, hello các anh chị, hôm nay mình sẽ unbox cái mẫu giày đi xuất đi châu Âu mình mới lượm về. Nó rồi bị rớt công cho mình chạy tới mình lượm đi châu Âu nè, Belgium, đi Bỉ á. Thì rất là đẹp nha các anh chị, còn full box mới tinh luôn nè. Đây là màu đen của nó nè, rất là nhẹ, nói chung là Skechers thì lúc nào nó cũng nhẹ hết và nó êm nè. Cái kiểu này là kiểu xỏ ha, chứ nó không có phải là kiểu cột dây. Còn cái dây này là dây để trang trí thôi, chứ nó không có phải là cột dây. Rất là đẹp. Thì mấy cái kiểu này nó sẽ, những cái kiểu mới của Skechers thì nó sẽ có rất là nhiều tính năng ha. Air cool nè, memory foam, nó là dạng streetwear ha. Streetwear có nghĩa là mình phối những cái đồ như là quần jean, áo thun này kia rồi đó, nó sẽ rất là đẹp luôn ha. Nó sử dụng cái đệm lót mới, tính năng mới hay lắm. Thì nó có hai màu, màu đen với lại màu nâu đó. Hàng đi Bỉ, rất là đẹp. Thì shop vẫn đang có chương trình mua 1 tặng 2 cho cái mẫu này, chỉ có khoảng $50 thôi, nên các anh chị phải tới sớm chứ không ai đã hết. Nó có size lớn lắm nha, size nó từ 39 cho tới 47.5 luôn. Đó, rất là to, 47.5 là size rất là to luôn á, đẹp lắm. Đây là cái full box của nó, mới lượm về. Hàng đi Bỉ, cảm ơn các anh chị.